với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Vịnh Hạ Long, một kiệt tác thiên nhiên kỳ vĩ, nơi giao hòa giữa núi non và biển cả, món quà mà mẹ thiên nhiên ưu ái dành tặng riêng cho chúng ta. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long qua một hải trình hứa hẹn nhiều điều thú vị. Cùng hòa vào với đất trời, thiên nhiên để cảm nhận rõ hương vị của biển cả trong từng hơi thở. Hạ Long Bay is recognized as UNESCO World Heritage Site and also one of the seven new wonders of the nature. That's why it looks so beautiful, right? Yeah, it's so beautiful. Nâng niu cảm xúc trong không gian lãng mạn. Thật tuyệt vời, giữa mênh mông sóng nước, chúng ta có cho mình những phút giây thư giãn đỉnh cao. Sort meaning surprise cave, and it is also the biggest and the most beautiful cave in Hạ Long Bay. Amazing, right? Đến với Hạ Long, đừng bỏ qua cơ hội được khám phá hệ thống hang động phong phú, làm nên một Hạ Long kỳ vĩ. Bình yên và thơ mộng, nơi con người và thiên nhiên hòa là một. Hãy đến và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc không dễ gì có được. Với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam.